trận bán kết 1-1 giữa đội tuyển Phú Yên và đội tuyển Xuân Phương bắt đầu. Ở trận đấu này thì các cầu thủ Phú Yên trong trang phục áo xanh vàng, phía bên phải trọng tài chính và các cầu thủ Xuân Phương phía trái trọng tài. Vẫn còn có không? Không rồi, như vậy là điểm số đầu tiên. Điểm số một đều. Trận bóng cốt điểm 2-1 cho các cầu thủ Phú Yên. Giờ pha tấn công bị bắt bài của các cầu thủ Xuân Phương. Em cảm thấy thế thôi, nhưng mà tâm lý là em đấy. Đập bóng tốt, bây giờ là tình trạng số 8 bên tuyển Xuân Phương, do pha nghề đập rất nguy hiểm. Điểm số vẫn còn. Có không? Vẫn còn. Vẫn còn, rất tuyệt vời. Bây giờ là lượt cứu bóng của các cầu thủ Xuân Phương rất tuyệt vời. Không rồi. Cuối cùng thì các cầu thủ Phú Yên cũng đã bỏ nhỏ rất đẹp mắt. Điểm số điểm 4-2 cho Phú Yên. Một hai ba bốn alo. Điểm số bây giờ là 6-3 nghiêng về các cầu thủ. Trận đấu rất hay, quý vị và các bạn đừng bỏ qua trận đấu này. Bóng ngoài sân rồi. Đội điểm cho các cầu thủ Xuân Phương 4-6. Đối lợi của Xuân Phương phát bóng. Bueno.
Tiếp tục thêm một điểm nữa cho các cầu thủ Phổ Yên. 8-5. Và tôi cầu bị bắt bài của các cầu thủ Phổ Yên. 9-5 cho Phổ Yên. Số 7 của Phổ Yên có bóng. Bây giờ là pha chân bóng thành công của các cầu thủ Phổ Yên. Điểm cho Xuân Phương 6-9. Tê huy của Phổ Yên phát bóng. Đập bóng tốt. Điểm số được nâng lên cho các cầu thủ Phổ Yên 16. Bên tuyển Phổ Yên xin hội ý lần đầu tiên của trận đấu nhất. Bây giờ thành công 7-10 cho Xuân Phương. Bây giờ thành công, còn xa pha tấn công rất sáng tạo của chủ công số 12 bên tuyển Phổ Yên, nâng điểm số của Phổ Yên lên 11-7. Đấm tốt. Bây giờ là pha này đập rất hay lực của chủ công số 8 Quỳnh Trang. 8-11. Các bạn xác định bóng trong sân trong pha bóng vừa rồi. Điểm cho các cầu thủ Phổ Yên 12-8. Bây giờ bóng không qua lưới. Tiếp tục thêm một điểm nữa cho các cầu thủ Phổ Yên. Xuân Phương 10-12. Bên tuyển Phổ Yên xin đội. Của Xuân Phương có bóng. Còn đứa này lớp 12 này. Bóng ngoài sân. Điểm 11-12 cho Xuân Phương. Lê Huy của Xuân Phương có bóng. Và thực hiện bị bắt bài của các cầu thủ Xuân Phương. Điểm 13-11 cho Phổ Yên. Còn không được rồi. Và đá bóng rất tốt. Mặc dù rào chắn thép của các cầu thủ Phổ Yên. Phổ Yên không hơi phát huy tác dụng tập phân trong phòng vừa rồi. Điểm 12-13. Rất tuyệt vời khi này thì rào chắn thép của các cầu thủ Xuân Phương đã phát huy tác dụng. Tỷ số được cân bằng 13 đều. Xin tất cả quý vị khán giả một tràng pháo tay. Tài đã thời còn. Điểm cho Xuân Phương trong pha bóng vừa rồi 14-13.
Lần đầu tiên trong trận đấu thì các cầu thủ Xuân Phương được về lên dẫn trước các cầu thủ Phố Hiền một điểm. Cầu thủ chủ nhà Xuân Phương. Đã hết check rồi mà đổi sân. Bất cầu. Rất tuyệt vời của pha tấn công bị bắt bài của các cầu thủ Phố Yên, điểm cho Xuân Phương 15-13. Rất tiếc sau đó thì Quỳnh Trang có pha phát bóng không thành công, bóng không qua lưới, điểm cho Phố Yên 14-15. Cầu thủ trẻ số 7 Huyền My của Phố Yên phát bóng. Quả bóng rất là léo. Đưa ra giành điểm đây. Một pha không hiểu ý nhau của các cầu thủ chủ nhà Xuân Phương. Điểm số được cân bằng 15-15. Ngọc Thủy của Phố Yên phá bóng. Quả bóng tốt. Pha tấn công rất đẹp mắt của chủ công số 8 Quỳnh Trang. Bóng đã chạm vào chắn các cầu thủ Phú Yên ra ngoài sân. Điểm 16-15 cho Xuân Phương. Lê Huy của Xuân Phương phát bóng. Bóng không còn lưới. Tỷ số được cân bằng 16-16. Lật nhanh lắm. Lật nhanh chưa. Chưa kịp nhìn đã đặt rồi. Số 3 của Phố Yên phát bóng. Tỉnh táo hàng thủ của Xuân Phương kia rất tập trung cho bóng vừa rồi. Đây là vừa rồi bóng chung vào lưới. Điểm cho Xuân Phương 17-16. Tuyển Xuân Phương phát bóng. Phát bóng tốt. Điểm số được cân bằng 17 đều. Còn không, vẫn còn. Và bóng tốt, bây giờ là cái điểm rất đẹp mắt của Mạc Thủy bên tuyển Phố Yên. Nâng điểm số của Phố Yên lên 18-17. Lại một lần nữa các cầu thủ Phố Yên vẫn dẫn trước các cầu thủ chủ nhà Xuân Phương. Cắm bóng thành công. Và con thép của các cầu thủ chủ nhà đã phát huy tác dụng trong pha bóng vừa rồi. Tỷ số được cân bằng 18-18. Ba lưới chắn. Tấn bóng thành công. Lại một lần nữa Xuân Phương 19-18. Đấu lại của Xuân Phương phát bóng. Tấn bóng tốt. Tiếp tục thêm một điểm nữa cho Xuân Phương 20-18. Ở giải đấu này ban tổ chức áp dụng sang đấu 21 cách biệt hai bàn. Có không? Không được rồi, chúng ta đã thử coi. Lỗi. Kỹ thuật.
ưu điểm cho Phổ Yên 19-20, số 7 của Phổ Yên phát bóng. Và không còn lấy như vậy, kết thúc trận đấu thứ nhất của trận bán kết 1, các cầu thủ Xuân Phương giành chiến thắng trước các cầu thủ Phổ Yên với tỷ số là 21-19. Hai đội tạm nghỉ phút trước khi bước vào trận đấu thứ hai. Đội tuyển bóng chuyền nữ của xã Tân Phương và đội tuyển bóng chuyền nữ của Phổ Yên trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền vô địch làng Xuân Phương năm 2023. Sang trận đấu thứ hai này thì các cầu thủ của Xuân Phương phía bên phải mặt tổng tài chính và các cầu thủ của Phổ Yên phía bên trái trong tài chính. Vẫn còn một đội pha đánh bằng đầu rất tuyệt vời của Minh Trang. Bóng ngoài sân 2-0 cho các cầu thủ đến từ Phổ Yên. Bỏ nhỏ thành công, thì pha bỏ nhỏ rất sắc sảo của Phạm Nhung bên tuyển Xuân Phương. Điểm số đầu tiên của trận đấu thứ hai cho Xuân Phương 1-2. Lê Huy của Xuân Phương phát bóng. Bóng ngoài sân rồi. Điểm cho Phổ Yên 3-1. Điểm cần Phổ Yên phát bóng. Còn không, không được rồi. Điểm tiếp tục thêm một điểm nữa cho các cầu thủ Phổ Yên 4-1. Tập trung đi. Bên tuyển Phổ Yên phát bóng. Như vậy là trọng tài xác định bóng trong sân. Điểm cho Xuân Phương 2-4. Có không? Vẫn còn. Vào đây. Và một cầu thủ bắt bài của các cầu thủ Phổ Yên nâng điểm số của Xuân Phương lên 3-4. Phạm Nhung của Xuân Phương phát bóng. Không được rồi, tài tài đã bắt lỗi với đội bóng của các cầu thủ chủ nhà. Nâng được số của Phổ Yên lên 5-3. Tập trung thủ đi. Thắng là chung kết chứ hả? Tấn bóng tốt và tấn thép của các cầu thủ Xuân Phương đã phát huy tác dụng trong pha bóng vừa rồi. Điểm 4-5 cho Xuân Phương. Số 9 đỗ lại của Xuân Phương phát bóng. Không rồi. Điểm cho Phổ Yên 6-4. Bên tuyển Phổ Yên phát bóng. Không dám vụt nhỉ, nó mê ái nè. Cho phát cọc vụt cho phát phá ủ khó quá. Đập được cái phát. Quả nào ngon thì mới đập chứ. Trận bóng tốt. Giỏ tấn thép của các cầu thủ Phổ Yên đã phát huy tác dụng trong pha bóng vừa rồi. Điểm số được lên cho Phổ Yên là 7-4. Đây là trận đấu rất hay. Hà Nội ngang tài ngang sức. Rất nhiều duyên nợ Hà Nội giữa hai đội tuyển này. Ừ.
Bóng ngoài sân. Tiếp tục điểm cho Phổ Yên 8-4 lên từ Trấn Phương xin hội ý. Điểm số bây giờ là 8-4 nghiêng về các cầu thủ Phổ Yên. Đá bóng tốt của Phạm Nhật Đặc, đầy lực của thủ công Quỳnh Trang bên tuyển Sơn Phương. Điểm 5-8 cho Sơn Phương. Số 8 Quỳnh Trang phát bóng. Bóng chưa còn lỗ. Tiếp tục thêm một điểm nữa cho Sơn Phương. 6-8. Vẫn còn. Còn đấy. Còn đấy, còn đấy. Trận đấu rất hay phải không? Có không? Trên hai tay. Lên bóng lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Điểm số bây giờ là 7-8. Số 7 của Xuân Phương có bóng. Ủa? Bây giờ là trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ của Xuân Phương. Điểm 9-7 cho Phú Yên. Còn một tiếp. Trọng tài rất tuyệt vời của các cầu thủ Xuân Phương. 8-9. Cọng lưng của Xuân Phương Phong Bóng. Đập lực cái kiểm soát viên rồi phá. Không ngoài đâu góc. Bóng ngoài sân. Tỷ số cân bằng 9-0. Xin tất cả quý vị một tràng pháo tay. Đối lợi của Xuân Phương Phong Bóng. Bất phòng. Điểm số được lên cho Tân Phương. 10 điểm. Đây là lần đầu tiên của số thứ hai các cầu thủ Tân Phương vẫn lên trước 1 điểm. Không cấy thì mai ai cấy hộ đâu, mà có ai nó cấy trộm bắt đầu mà em muốn lo. Không ai cứ để đấy nó không cấy trộm bắt đầu. Vẫn còn. Xuống. Vẫn còn. Liên tục với những pha công phá. Bây giờ là trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ Phổ Yên. Còn nữa là lỗi chậm lưới. Điểm cho Xuân Phương 11-9. Lê Huy của Xuân Phương phát bóng. Có không? Đúng rồi, bóng ngoài sân. Toàn bạn lùi để công. Quên. Điểm cho Phổ Yên 10-11. Số 7 Ngọc Thủy của Phổ Yên phát bóng. Điểm cho Xuân Phương 12-10. Điểm Thức Linh và đội tuyển thành phố. Đấy là nhân 13-10 cho Xuân Phương. Đánh tuyển thứ tư phát bóng. Phát bóng rất tuyệt vời của các cầu thủ Phổ Yên.
11, 13 cho Phú Yên. Chúng ta sẽ được bóng trong sân. Điểm cho Phú Yên 12, 13. Bên tuyển Phú Yên phát bóng, Tham vọng tốt. Điểm cho Xuân Phương 14, 12. Đỗ Lợi của Xuân Phương có bóng. Bóng rất khó chịu của Đỗ Lợi. Lấy lại một điểm cho tuyển Xuân Phương 15, 12. Chính trang của Xuân Phương phát bóng. Đập bóng tốt. Điểm cho cầu thủ trẻ của Phú Yên có pha tấn công rất uy lực. Điểm cho Phú Yên 13, 15. Liên tiếp tục là những pha tấn công của thủ công Hà Nội. Trận đấu rất hay đó các quý vị và các bạn, đừng bỏ qua trận đấu này. Đó không có lỗi rồi. Rất tiếp cho các cầu thủ Hiền. 16, 13. Cố lên. 5 quả nữa. Liên hệ của thủ công Hà Nội. Ê, bóc rồi. Số 7 của Xuân Phương phát bóng. Bắn. Bây giờ là pha tấn công rất uy lực của số 8 Quỳnh Trang bên tuyển Xuân Phương. Nâng điểm số của Xuân Phương lên 18-13. Phạm Nhung của Xuân Phương phát bóng. Liên tục các cầu thủ phản thức của các cầu thủ Xuân Phương đã có nhiều lợi dụng trong pha bóng vừa rồi. 19, 13. Đỗ Lợi của Xuân Phương phá bóng. Bây giờ thì lúc này thì các hàng rào thép của Phú Yên đã phát huy tác dụng trong pha bóng vừa rồi. Nâng tỷ số của Phú Yên lên 14, 19. Vẫn còn chéo sân. Đập. Có không? Điểm 20, 14 cho các cầu thủ Xuân Phương. Tuyệt vời. Mẹ ơi, đập phân nữa ăn luôn đi. Tay tay lên, bên kia không có đánh với nhau. Không thì bên tay trái, tay phải vẫn hận hơn. Cố lên. Hết, hai tay tay lại rồi.